Các bạn thân mến, gần đây một số phương tiện truyền thông đã quay được đoạn video Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một quán bar vào ban đêm muộn, khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Tối hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc giản dị, áo phông trắng, quần đùi, chân đi dép lê, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Có thể thấy trong hình, Triệu Lệ Dĩnh có đôi chân thon thả, lưng gầy và eo mỏng như tờ giấy. Một số người phát cuồng vì vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời ghen tị với vóc dáng không ngấn mỡ của cô. Triệu Lệ Dĩnh đã đến quán bar để gặp bạn bè và trò chuyện một chút. Không lâu sau, cô ấy đã ra ngoài. Trợ lý đi phía trước giúp cô mở cửa, trông Triệu Lệ Dĩnh rất có tâm tư. Chỉ hai ngày trước, có cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh về bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh và nó trở thành một tìm kiếm nóng ngay sau khi được phanh phui. Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất tuyệt vời, trang điểm thanh thoát, khí chất nhẹ nhàng, dễ chịu, rất phù hợp với khí chất lạnh lùng của cô. Mới đây, tạp chí đã chính thức đăng mẩu tin. Khác với vẻ lạnh lùng và gợi cảm trong phim, Triệu Lệ Dĩnh lại gần gũi và thân thiện hơn trong cuộc sống. Như chúng ta đã biết, Triệu Lệ Dĩnh đã từ một diễn viên nhỏ, ít người biết đến, trở thành một diễn viên hạng nhất với thực lực và giá trị thương mại cao. Việc tới quán bar cũng là để vui vẻ, gặp gỡ bạn bè, cũng như đối tác, chiến lược trong con đường phát triển sự nghiệp. Là người có chính kiến, cô không lời qua tiếng lại, cũng không nghe theo lời đề nghị của đạo diễn để đi gọt mặt. Cô khẳng định vẻ đẹp độc đáo của mình và đạt được chính mình trong những hành động thiết thực. Chính vì thế mà cô ấy đã nhận được sự ủng hộ của các bạn đúng không nào? Hãy like nếu như mình nói chuẩn nhé!